Trong video trước thì chúng ta đã hoàn thành được bài 1 lớp 10. Đây, mình đang tải lên rồi đây ạ. Thì chúng ta sẽ tiếp tục làm luôn bài 2. Đây, chúng ta cùng xem qua bài 2 của chúng ta. Đây là bài 2 của chúng ta, một cái form đăng nhập. Nó sẽ có những cái hiệu ứng giống như phần bài 1 này, đúng không? Còn những cái phần họ và tên, giới tính các thứ này, nó sẽ giống như phần bài của lớp 9, sở thích cũng thế. Ghi chú cũng như thế vậy. Đây là các yêu cầu kỹ thuật của chúng ta. Và cái phần bài này nó không có dấu hiệu gợi ý, vì nó sẽ giống như cái phần mà mình đã làm ở tại lớp 9 và lớp 10 rồi. Nên là mình chỉ cần nhìn vào mẫu này và bắt đầu cùng làm thôi. Chúng ta sẽ tạo một cái mới là bài 2. Tạo bài tắt cái CSS này đi. File, open file tại trong lớp 10. Chúng ta tạo một cái bài 2.html. Rồi, chúng ta có thể html. Title chúng ta để là bài 2 lớp 10. Đầu thẻ body. Ở trong đầu thẻ body thì chúng ta cũng có một cái thẻ form. Tiếp tới chúng ta có một cái thẻ div. Cái thẻ div ở đây. Tiếp tới chúng ta có một cái thẻ label. Label trong đây chúng ta điền họ và tên. Có một thẻ br để xuống dòng. Đây, khá là quen thuộc rồi. Nó giống như những cái bài lắp trước. Tiếp theo là một thẻ input. Type vào mình để ở đây cũng là text. Thế nên không cần thì bỏ đi cũng được. Kết thúc thẻ div đầu tiên tại đây, chúng ta sang thẻ div thứ hai. Thẻ div thứ hai thì chúng ta tương tự có label. Label ở đây là giới tính. Đây, chúng ta để ý là có sử dụng cái file set này để bọc các nhóm giới tính. Ví dụ như cái phần lớp 9 thì như chúng ta cũng có, nhưng mà cũng có nam và nữ như này, nhưng mà nó không có cái phần khung để bọc như này, đúng không? Thì chúng ta cứ làm dần dần vậy. Tiếp tới một thẻ br để xuống dòng. Sau đó chúng ta lại có một cái input. Type ở đây như phần bài lớp 9 chúng ta để là gì ạ? Chúng ta để là radio. Chúng ta có hai cái như vậy. Đây, chúng ta để radio. Chúng ta điền nam ở đây. Sao chép một cái. Radio. Chúng ta chép một cái. Điền luôn xuống ngay bên dưới. Và sửa thành nữ. Rồi, xong phần giới tính. Chúng ta sang đến phần ngày sinh, tiếp tục có một thẻ div. Trong thẻ div lại một thẻ label. Label đây chúng ta điền là ngày sinh. Lại có một thẻ br để xuống dòng. Ở cái ngày sinh này thì chúng ta tiếp tục có một cái input. Type ở đây thì chúng ta phải để là đây là hướng dẫn nhỉ. Type ở đây chúng ta để là cái gì ấy nhỉ? Date hay month ấy nhỉ? Date, date thì phải. Có date không nhỉ? Type ở đây chúng ta để là date thì phải. Date hoặc month. Nhưng mà date sai thì mình check lại một lần. Ctrl Z lại, check lại. Xem date có chuẩn không. Chúng ta để là date. Chúng ta để là date nhá. Type vào cái ngày sinh chúng ta để là date. Tiếp theo đến phần điểm. Chúng ta lại có một thẻ div nữa để bao cái phần điểm lại. Một cái label. Điểm.
Cái phần điểm này thì nó có chút đặc biệt, thì chúng ta để ý ở đây nó có cái phần lên xuống này này, thì chúng ta có thể ấn vào đây thì nó sẽ tăng lên xuống điểm thì phải. Điểm sử dụng type là number, min là 0, max là 10 và step là 0.25. Cái nghĩa ở đây là gì? Tức là cái điểm nhỏ nhất khi chúng ta chưa điền gì vào đấy nó sẽ là 0, và cái giới hạn chúng ta nên cao nhất ở trong cái ô này là 10 điểm. Và mỗi lần chúng ta ấn lên thì nó sẽ tăng, ví dụ đang ở 0.25 đúng không? Mình có nút ấn lên ở đây, có cái dấu mũi tên ấn lên, ấn vào đó thì nó sẽ lên 0.5, còn ấn xuống thì nó lại trở về 0, nó bị cộng trừ thêm 0.25 đơn vị nữa. Rồi, ý người ta là sẽ là như thế. Thì chúng ta có một input ở đây. Input type ở đây là number thôi. Number theo như hướng dẫn. Number. Name này thì chúng ta cũng bỏ đi. Chúng ta thêm cái gì nhỉ? Min. Min là bằng 0. Max là 10. Step. Step là 0.25 như phần hướng dẫn đây. Rồi. Xong phần điểm. Chúng ta tiếp tục sang đến phần sở thích. À, nghề nghiệp, đến nghề nghiệp đó. Có một thẻ deep tiếp này. Trong thẻ deep có thẻ label. Trong label là nghề nghiệp. Chúng ta tiếp tục có một thẻ br. Ở cái phần điểm này chúng ta thiếu thẻ br này thì nó sẽ không xuống xong một ngày đúng không? Chúng ta bổ sung thêm vào. Trong phần nghề nghiệp này thì nó giống như cái phần bài đáp 9. Bài đáp 9 thì cũng có một cái bài nó có bốn cái này đúng không? Cũng giống hệt luôn. Nó chỉ khác bây giờ mình sẽ có thêm cái phần bao ở trong đây đúng không? Đó, thì sẽ có cái này để bọc các nhóm giới tính và sở thích, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái này nữa. Có cái file set này. Thì chúng ta cứ làm trước đi. Chúng ta có bốn thẻ input. Type chúng ta đều để là chữ box. Không không được. Type ở đây không để chữ box được. Type ở đây thì chúng ta phải để là để lead thì phải, để lead đi. Sao cái name mình nghĩa này. Đấy, type vào là lead. Đây thì nó không hướng dẫn nên là cũng hơi khó để làm giống được mẫu. Hiện tại ở trong đây nó đang không danh sách, nó không có gì đúng không? Thì mình sẽ định dạng list là die. Vì mình thấy ở đây hiện tại nghề nghiệp nó đang chưa chọn một cái gì đúng không? Thì tí nữa mình sẽ xem là nếu mà để die như này thì sẽ hiện ra như nào, thì mình sẽ hiểu hơn về cái list để die như là như thế nào. Tiếp theo chúng ta cần thêm cái gì nữa không nhỉ? Rồi, chắc vậy thôi, input chúng ta chỉ làm vậy thôi. Input xong, chúng ta sẽ có một cái thẻ tiếp là thẻ data lead. Data lead này. Trong thẻ data lead chúng ta có thêm gì? Chúng ta có thêm các option. Option ở đây thì là nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì nó phải ở bên trong đúng không? Nó phải ở bên trong cái ô đấy, thì chúng ta có một cái là value. Value đấy, chúng ta sẽ chọn ra vài một vài nghề nghiệp đi. Chúng ta Ctrl C lại này.
nó chép ra khoảng 3 cái. Đấy, nghề nghiệp chúng ta có thể để đây là gì? Chúng ta có thể để là lọc phu hô. Đó. Có thể để là IT. Còn như mình thì là marketer. Ơi, đợi tí. Rồi đợi tí á. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu tiếp tục. Đó, thì chúng ta sẽ chọn ra một vài nghề nghiệp như là phụ hồ IT. Còn như mình thì mình học digital marketing. Nhiều bạn hỏi thì mình học marketing nhá. Chúng ta đã có 3 sự lựa chọn là xong phần nghề nghiệp. Chúng ta sẽ tiếp tục có đến phần sở thích. Kết thúc thẻ deep này ở đây. Chúng ta có một thẻ deep nữa. Thẻ deep tiếp theo đó chính là về sở thích. Chúng ta label sở thích. Bài này hình như cũng khá là dài đấy. Có một thẻ BR để xuống dòng. Có 4 cái input. Type đều là checkbox. Ồ, xóa cái name này đi. Đó, mình sẽ chép thành 4 cái dòng. Ở đây thì chúng ta sẽ điền các nghề nghiệp vào đây, à, các sở thích vào đây. Ở đây là thể thao này. Ở đây là du lịch này. Ở đây là âm nhạc này. Ở đây là ẩm thực này. Xong phần sở thích, chúng ta kết thúc thẻ deep, tiếp tục lại có một thẻ deep nữa. Thẻ deep này sẽ là của ghi chú. Phần ghi chú này thì giống như phần bài 1 thôi. Label ghi chú. BR. Input. Input type là text. À, cái này mình không để input nhỉ? Sorry. Sorry mọi người, cái này chúng ta không để input được. Chúng ta để là cái text area gì ấy, text area đó, chúng ta phải để cái này. Trong đây thì chúng ta sẽ định dạng row. Cái row này này là để như bài cũ là 5 thì phải. Còn code là 30. Có cái bài cũ có cái gì nữa không nhỉ? Như cái bài cũ là có thêm cái type index ở nút ghi chú là 2, type index là 2. Rồi, xong phần ghi chú, chúng ta nên tiếp tục đến cái phần đăng ký và nhập lại. Đầu tiên là một thẻ deep. Label, label ghi chú br. Nhầm, sao lại ghi chú nhỉ? Không phải ghi chú nhờ, nhìn nhìn nhờ ghi chú mình đã làm rồi, làm ngay bên trên rồi. Lại một thẻ deep này, lại thẻ deep này.
chúng ta dùng button. Button đầu tiên ở đây là đăng ký. Button thứ hai. Button thứ hai là nhập lại. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Đã xong phần mã HTML. Chúng ta mở ra để xem kết quả. Đây, check nội dung, họ và tên, input, giới tính, ngày sinh, điểm, nghề nghiệp, check điểm này. Điểm step đang để sai thì phải. Step đang là bị một rồi. Theo du lịch tích cực này. Cái này. Nam nữ tích cực này. Ngày sinh. Đây, ngày sinh Hiền vào đây chúng ta điền được này. Chúng ta xem lại cái số test. Số test đang để 0.25, chúng ta dùng dấu chấm rồi. Ăn cho nhắc lại xem nào. Ta phải để là 0.25 chứ không phải 25 thì nó sẽ không nhận. Đây, các bạn lưu ý cái chỗ này, step ở đây chúng ta phải để là 0.25 chứ không để là 0.25 được. Còn cái nội dung thì có cái giới tính này, nó còn phải có một cái phần bao trùm như này nữa. Cái phần sở thích nó cũng thế. Thì chúng ta tiếp tục định nghĩa tiếp đến cái phần giới tính và phần sở thích. Chúng ta kiểm tra xem chúng ta sẽ còn thêm những cái thuộc tính gì ở đây. Ở phần giới tính. Giới tính thì ở đây nó có hướng dẫn là chúng ta thêm một cái là cái thẻ là file set. File set thì để đâu nhỉ? Thẻ file set này thì chúng ta sẽ để sau thẻ deep đi. Chúng ta sẽ để sau thẻ deep một thẻ là file set. Đó, kết thúc khi kết thúc can click này. Kết thúc của nó là sau chữ nữ luôn. Đó, kết thúc của nó là sau chữ nữ. Rồi, tương tự như thế chúng ta cũng có một cái thẻ file set ở chỗ sở thích sau thẻ deep luôn. Và kết thúc của nó là sau ẩm thực. Rồi, ăn cho nhắc lại. Xem lại chúng ta xem còn thiếu những cái gì không. Chúng ta phải định dạng lại cái ô vuông chữ nhật ở đây. Ở đây thì người ta không hướng dẫn nhỉ. Này chắc mình phải tự mò mẫm để này vì ở đây nó không có hướng dẫn. Trước hết là về phần giới tính đi. Phần giới tính ở đây thì chúng ta làm một cái style đi. Cái style chúng ta để margin. Margin đây mình để là 10 pixel và 0 pixel. Nó thử xem nếu mà không hợp lý thì chúng ta sẽ sửa lại. Cái margin. Rồi, tạm như thế. Tương tự với cái phần style ở đây thì chúng ta lấy luôn để làm cái phần dưới cũng được. Làm cái phần file set của cái sở thích đâu nhỉ? Đây.
Thêm một cái phần con khó này thì mình làm Juliet xem lại kết quả. Nó đã không còn bị chạm vào nhau nữa, nó đã ổn hơn rồi. Nhưng mà cái sở thích này nó chưa nhô lên được, tính này nó cũng vậy. Đây thì người ta lại không có hướng dẫn. Bọc chung được rồi nhưng mà nó không nhô lên, nó không nằm giữa cái dòng kẻ như cái phần mẫu ở đây. Để tạm thời chúng ta cùng bỏ qua chỗ đấy, thì mình sẽ làm thêm một cái video phần 2 nữa để tí nữa ngồi nghiên cứu xong rồi sẽ quay một cái video phần 2 đưa cái phần chữ sở thích này nó sẽ nằm ngang với vòng kẻ, và mấy cái như CSS thì nó sẽ tương tự như phần bài 1 thôi, cái phần đấy thì không có gì khó. Đăng ký nhập lại thì nó sẽ tương tự như hai cái nút ở trên đây đó, rồi các hiệu ứng nó sẽ tương tự như bài 1, chữ bold rồi small cap nó cũng sẽ tương tự như bài 1 thôi. Thì chúng ta có thể tận dụng cái CSS của bài 1. Cái phần CSS đấy thì mình sẽ gộp luôn vào trong cái video phần 2. Các bạn nào đến đây thì chờ mình ra phần 2 rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hoàn thành nốt bài 2 lớp 10. Cảm ơn các bạn đã đón xem.